Dạ em xin mến chào cô chú anh chị các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Dạ, trước hình của cô chú anh chị các bạn đây là những hình ảnh của con đường Phù Đổng Thiên Vương thuộc thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng ngày nay nè quý vị. Dạ. Em đang đứng ngay chỗ này là công ty cổ phần may Đà Lạt. Đây là những hình ảnh của công ty cổ phần may Đà Lạt nằm trên con đường Phù Đổng Thiên Vương thuộc phường 3 của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ngày nay. Trong những ngày qua thì cái lượng khách du lịch đến Đà Lạt du lịch cũng khá là nhiều, xe đồ nhộn nhịp vậy. Và buổi tối thì chợ đêm rồi khu vực trung tâm là thường hay bị kẹt xe. Ở đây là buổi sáng có bán bánh mì, hủ tiếu. Con đường này em thấy vỉa hè thì nó cũng hư hỏng hết. Có bán coffee tứ quý 999. Buổi sáng khu vực này cà phê rồi ăn uống nhộn nhịp ghê vậy. Đến Đà Lạt là đến những con đường đèo dốc, những con đường đồi rất là nhiều vậy. Ai bán tạp hóa ta? Bán con gói 3 số Việt à? Gói 3 số Việt nhiêu à? Lấy loại ngắn à? Nhiêu à? Con gửi. Rồi con cảm ơn. Thời tiết Đà Lạt ngày hôm nay khá là đẹp các bạn. Buổi sáng có mưa phùn nhẹ nhẹ. Bây giờ này thì trời hết mưa rồi và rất là mát. Lâu lâu thì trời có chút nắng nhẹ nhẹ nữa. Khí hậu thì gió riu riu. Ra đường là phải mặc áo ấm rồi, rất là lạnh. Khí hậu rất là lý tưởng cho du khách có thể đi du lịch. Mùa hè mà không khí trên này giống như là mùa đông quý vị. Đây là công ty cổ phần may rất là rộng luôn. Trên con đường này cũng có những cây thông và những cái hàng rào bức tường rất là cao. Đến với xứ sở của Đà Lạt là đến với xứ sở của ngàn hoa, xứ sở của những cây thông, những đồi thông, cũng như là thủ phủ của các loài rau quý vị. Đà Lạt khi xưa hay còn gọi là cao nguyên Lâm Viên, nơi mà bác sĩ Alexander Yersin đã tìm ra một nơi rất là tuyệt vời, có một khí hậu rất là lý tưởng, hầu như là cả nước. Đà Lạt là một thành phố của tỉnh Lâm Đồng, là một nơi có khí hậu khác biệt nhất so với cả nước vậy. Trời mát mẻ, hai bên đường cây cối cũng khá là nhiều. Và ngay vị trí này là một địa điểm cơ sở đặc sản Đà Lạt của mình, Thanh Nhu, ở số 143 của con đường Phù Đổng Thiên Vương, thuộc phường 8 của thành phố Đà Lạt. Ở trong này thì họ sẽ bán các loại mứt. mứt rồi các loại anh. Trước này có củ lan, khoai lang. Dọc đây là có những cây thông. Khi du khách đến Đà Lạt để du lịch thì thường những chiếc xe đò họ sẽ đưa khách đến những cái địa điểm mua quà lưu niệm, và đến Đà Lạt thì đa số là mứt vậy, các loại mứt rất là nhiều để cho du khách có thể mua những bịch bánh, bịch kẹo, các bịch mứt để cho về làm quà. Đồ. Mua gì chưa? Lạnh á. Chỗ này có cái lẩu gà lá é nữa nè, tảo ngộ, quán gốc không chi nhánh. Lẩu gà lá é cũng là một món đặc sản của Đà Lạt. Ở đây mình có thể uống nước trà, ăn mứt. Ủa đi đâu hết rồi ta? Giếng nở anh, bước xuống nàng đưa đi em. Bước qua đây là giếng nở. Bên này. Cầu thê. Có mấy này nữa. Dạ. Đó chú thì ạ. Đi xuống cái tầng hầm nữa vậy. Đúng là Đà Lạt là một nơi là nhà đa số họ xây tầng hầm nhiều. Tại đất ở đây nó kiểu đồi núi rồi, cho phải tận dụng xây tầng hầm, chứ nếu mà họ xây cái móng như thế này thì rất là tốn kém luôn. Đây rất là nhiều những cái đặc sản. Như ở đây có atiso vậy. Nói đến Đà Lạt cũng có thể nói đến cây atiso. Hoa giả vi, rồi bông cẩm tú cầu. Rồi, mứt các loại nè. Ở đây có trà dây Cao Bằng nữa hả? Có linh chi nữa vậy. Đó, nấm linh chi nè. Nấm linh chi Đà Lạt 180.000 đồng. Một hộp như thế này. Rồi có trà hoa atiso 60.000 một hộp như thế này nè quý vị. Một hộp trà atiso 60. Cơ sở mứt Thanh Nhu 143 của con đường Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Cơ sở này em thấy cũng khá là lớn đó, rất rộng đó. Diện tích ở dưới tầng hầm rất là rộng lớn luôn. Đây có món khoai lang giòn như vậy này, 50.000 một bịch như thế này. Mứt khoai lang. Thanh Nhu. nhà phân phối đặc sản Đà Lạt. Đó. Rồi ở đây có món rau quả sấy nữa vậy. Đây có chuối nè, rồi mít, có cả đào bắp, khoai lang, cà rốt. Đó. Nói chung Đà Lạt thì là nơi rau củ quả, xứ sở của rau củ quả, nên là tất cả đều bằng mức hết. Con vợ với con vợ nè, con vợ em là con vợ nào? Mua cái gì? Vậy đó, con vợ đi kiếm hồi nãy giờ hỏi con vợ nào, nó trời gì con vợ mình mà hỏi con vợ nào. Đâu. Có hai vợ là. Có hai vợ là không biết con vợ nào. Vợ lớn giờ biết không? Thì đó, hỏi là con vợ lớn. Không biết, em chỉ hỏi tôi con vợ nào, tôi hỏi con vợ mà hỏi con vợ nào thì ra bây giờ lời ra. Ở đây có món trà vậy. Trà Vĩnh Cường 75.000 đồng. Trà Hoa Lai. Đây có bột sắn nữa vậy. Bột sắn dây 75.000 đồng. Bột sắn uống rất là mát vậy. Những ai mà thích mát uống bột sắn. Ở đây có phấn hoa trinh nữ nữa nè. Phấn hoa trinh nữ rất là mát đó vậy. Đây. Phấn hoa trinh nữ là dạ 250 một phấn hoa trinh nữ. Cái này dùng cho phụ nữ rất là tốt ạ. Cái này nó giảm ở trong máu tiểu đường men gan cao, nhất là phụ nữ bị u trơ năng huyết trắng thì dùng rất là tốt ạ. Dạ, rất là nhiều công dụng ha. Làm đẹp da, trị mụn, an thần, ổn định tiền đình. Cái này là bằng gỗ hả chị? Chiết xuất từ cây trinh nữ Hòn Cung. Phấn hoa của cây trinh nữ với hoa atiso kết hợp sườn chuối mật ong anh. Dạ. Có atiso này nữa hả? Dạ có ạ. Dạ. Lấy ai muốn vừa tặng 25.000 cho em ạ. Wow. Vào đây là rất là nhiều mứt rồi trà các loại. Cái cơ sở này khá là rộng lớn các bạn, có nhiều sự lựa chọn và rất là nhiều những cái mứt, rồi trà, rồi các cái hoa phấn. Ở đây có cả cái những cái viên mật ong rồi nữa này. Đặc biệt là atiso. Rồi có bột đậu nành. Bột cacao. Đủ loại. Anh lấy chạy đi số nữa để coi cái loại. Qua qua bên này là mứt các bạn. Ồ, có kẹo à? Bên này sẵn là có keo atiso ha. Ở đây là khoai lang sấy. Khoai lang sấy 55.000. Khoai lang sấy vậy. Rồi qua đây là rất là nhiều mứt này. Rồi ai những ăn muốn khoai lang dẻo, có cả khoai lang dẻo luôn. 40.000 một hộp như thế này, khoai lang dẻo. Rồi những ai thích ăn me xí muội có luôn quý vị. Đây. Me xí muội 80.000 một hũ như này. Thường me xí muội thì nó mắc tiền hơn. Rồi mứt sấy khô, mít sấy khô rất là nhiều luôn. Có nhiều sự lựa chọn các bạn. Bên này có mấy cái món kẹo shop nữa hả? Kẹo. Ồ, bên này có kẹo rồi. Trời ơi, kẹo. Kẹo trái cây. Kẹo trái cây các loại. Sô-cô-la 75.000 hũ như này. Sô-cô-la thì nó mắc tiền lắm rồi. Đó, kẹo shop này 35.000. Kẹo shop thì nó rẻ hơn. Dạ, đã có người chọn rồi. Em đi xem. Rồi, ngồi là trà, mứt, kẹo, các loại. Bên cạnh đây có các cái nước uống nữa này các bạn. Rồi các món như là rượu. Đây có rượu dâu tằm 40.000. Rượu dâu tằm rồi. Này là 40.000 một cái hũ rượu dâu tằm như thế này. Rồi ở đây thì có nước ép. Nước ép dâu tây 50.000 một chai như thế này vậy. Dâu tây tươi. Nói đến Đà Lạt cũng nói đến ngồi atiso ra thì có dâu tây đó vậy. Dâu tây cũng là một cái loại trái cây ở Đà Lạt trồng cũng rất là nhiều. Họ mua cái lượng khách đi vào bên trong để mà mua cũng rất là đông. Và khuôn viên của nó rất là rộng và rất là nhiều các loại mứt, nước ép rồi trà, các loại kẹo, đông lắm quý vị. Vào đây quý vị có thể ăn thử, uống thử. Đây. Họ sẽ để những cái hũ như thế này cho chúng ta ăn thử. Đây vậy. Hũ này người ta sẽ để đây cho mình ăn thử. Mình thử những cái mứt này. Rồi mình thấy nó ngon thì mình sẽ mua. Rồi khoai tây, khoai lang vậy, khoai lang giòn sấy bơ, cũng ngon á. Này giá 25.000, 25.000 một bịch dưới này. Đây, tất cả những món này là đều những cái loại củ, khoai lang sấy cũng như là khoai tây sấy. Ở đây có khoai tây phô mai này. 35.000 một bịch như thế này. Khoai tây, khoai lang. Wow, đông vui quá mọi người. Rồi mứt. Rồi đây các món nước ép hả? Đây. Trà atiso phải không? Nhìn là thấy cái màu là biết rồi. Này là nước gì ta? Dâu. Đó, trà. Ăn uống miễn phí nhưng mà mua tính tiền. Rồi. Ở phía dưới này có cái tầng hầm nữa hả? Ồ, phía dưới này có một cái tầng nữa. Ở Đà Lạt đây. Bên này có rượu cần à. Đặc sản Tây Nguyên vậy. Ồ, rượu cần rất là nhiều. Đây là những cái chế rượu cần đặc sản của Tây Nguyên. Một bình rượu cần đây là 380. Còn cái bình nhỏ như thế này là tầm 280. Rẻ hơn 100.000. Rượu cần cao nguyên, đặc sản Lâm Viên, Đà Lạt. Rồi, công viên đây rất rộng luôn rồi ha. Đó. Có rượu cần, có mứt, có nước ép, có trà atiso. Cái này là cái tầng hầm của tòa nhà. Rất là đông du khách vào mua quà lưu niệm trong chuyến đi du lịch Đà Lạt. Một đặc sản của xứ sở Đà Lạt, đặc sản của các loài rau củ quả. Đây em thấy có dâu, dâu tươi Đà Lạt. Tại đây có bán sữa ông chúa nữa. Dâu. Tráng. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú các bạn đã xem video nhé. Xin mến chào cô chú các bạn ạ.